Với lý do mà tôi nhận lời tham gia chương trình Tinh Hoa Bắc Bộ là vì tôi đã được nghe về chương trình này rất lâu rồi. Và thật sự là tôi rất tò mò với những lời khen ngợi về chương trình này. Và tôi cũng chưa có dịp được xem. Nhưng mà rất may lại có một lời mời là tham gia vào chương trình, thì là vừa được tham gia và vừa được xem luôn chương trình. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất là may mắn cho tôi. Và khi đến đây tôi rất là bất ngờ. Tôi chưa hình dung ra được nó như thế nào cả. Xem những hình ảnh thì nó không bao quát được hết tất cả, nó chỉ là từng góc một thôi. Nhưng khi vào đây thì các bạn ấy dẫn tôi vào và tôi thật sự là cảm thấy hơi choáng. Bởi vì tôi không nghĩ là một cái chương trình nó hoành tráng đến như vậy. Với Bảo Thanh thì tôi tin rằng Bảo Thanh xuất hiện ở đâu cũng sẽ là một người nổi bật. Bởi vì Bảo Thanh không chỉ có được cái sắc đẹp của một cô gái đang độ chín ở tuổi nghề, mà Bảo Thanh là một diễn viên cực kỳ thông minh. Và cái biểu cảm của Bảo Thanh là một trong những cái người diễn viên có cái sự biểu cảm không chỉ về cơ mặt, mà nó cả về tiếng nói, cả về hình thể. Thì tôi tin rằng là con gái thứ hai của tôi cũng sẽ tỏa sáng ở trên sân khấu này thôi.